Hi, xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với VOS Channel. Hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn rất là nhiều thông tin từ các mod Pi về Pi Network đây. Thông tin đầu tiên thì là về thông tin về khóa Pi 200%. Thì trước đó, mod Pi đã chia sẻ vào ngày 12 tháng 12 năm 2021 thì tiến sĩ Nicholas đã từng chia sẻ rằng là để khóa được lên 200% số Pi của các bạn thì buộc các bạn phải có số Pi trong app nhiều hơn gấp 3 lần so với số Pi các bạn khai thác với công suất khai thác cơ bản. Có nghĩa nếu như bạn có 1.000 Pi tím thì để khóa được lên 200% bạn phải có tối thiểu là 3.000 Pi tổng. Đấy, bạn phải có như vậy bạn có thể khóa lên tới 200% số đó. Và tiếp theo đó thì anh Mopi gần đây nhất cũng đã có thêm những chia sẻ về việc khóa lên 200%, cụ thể như sau. Đây là tổng hợp với các thông báo trao đổi trên với Pico Team. Có thể các bạn sẽ thấy mới nhưng sau này sẽ rõ ràng. Có thể coi đây là một tham khảo này. Tôi ví dụ tôi đã khóa 100% 3 năm vào ngày 1 tháng 3 năm 2022 và đã áp dụng khóa và hưởng tỷ lệ khai thác. Tôi đưa được Pi về ví vào ngày 28 tháng 6 năm 2022 và mở khóa với lần khóa đầu tiên là 8.000 Pi chẳng hạn. Và mở khóa vào tháng 4 năm 2023. Mỗi năm được chiết khấu nhiều nhất là 1 tháng. Còn 3 năm thì được chiết khấu tầm 2 tháng gì đó. Tỷ lệ chiết khấu là ngẫu nhiên, random. Bởi vì có người khóa 3 năm 100% nhưng chỉ được chiết khấu 1 tháng. Thì mình giải thích một chút cho các bạn là theo đội ngũ Pico Team thì cái việc mà các bạn khóa càng nhiều thì ngoài việc mà các bạn được hưởng tốc độ khai thác nhanh hơn thì còn có thêm một ưu đãi cho các bạn là các bạn có thể kết thúc sớm hơn dự kiến. Có nghĩa các bạn từ 1 cho đến 3 tháng. Đấy, có nghĩa là bạn được chiết khấu 1 cho đến 3 tháng. Chẳng hạn trong ví dụ đây là 28 tháng 6 năm 2022 thì nếu như theo đúng 3 năm thì phải là 28 tháng 6 năm 2025. Sau 3 năm như vậy thì mới kết thúc khóa Pi, nhưng đội ngũ Pico Team cho những người khóa 3 năm sẽ có chiết khấu từ 1 đến 3 tháng. Có nghĩa là cho các bạn kết thúc khóa sớm hơn như vậy. Nhưng thì trong ví dụ này thì anh ấy ví dụ là tháng 4 năm 2025 là sẽ kết thúc khóa Pi, là các bạn sẽ được chiết khấu 2 tháng. Tiếp tục này, ví dụ tới 28 tháng 6 năm 2023, giả thiết không phải thật nha, về một mốc thời gian luôn. Có nghĩa tức là sau 1 năm sau khi các bạn khóa, sau 1 năm sau khi về phí trong ví dụ này, tức là 8.000 Pi của tôi đã khóa tròn 1 năm. Vì Pi có team lại cho đổ số dư về ví lần 2, có nghĩa trả Pi về ví lần 2. Thì tôi được đưa một lượng Pi về ví lần này là 16.500 Pi nữa. Thì các bạn thấy thêm 16.500 Pi nữa cộng với 8.000 Pi lúc đầu có nghĩa là 24.500 Pi. Vậy thì cái số Pi này đã gấp 3 lần so với số Pi ban đầu là 8.000. Vậy thì đủ điều kiện để khóa lên 200%. Vậy là tôi có thể kéo mất 200% với số dư là 16.000 trên 16.500 Pi này. Bởi vì đây là Pi của tôi tự thân khai thác và có được từ vai trò đại sứ. Thế thì tôi sẽ còn 2 năm còn lại với tổng khóa là 300% với 24.000 Pi trong 2 năm và sau đó là 16.000 Pi trong 1 năm còn lại. Trong một giả thiết khác, tôi chẳng có bao nhiêu Pi từ việc tự đào. Giống như những người solo và không có node, tôi lại tham gia bán hàng qua hệ sinh thái và kiếm được 17.000 Pi và tôi có thể khóa thêm 8.000 Pi nữa mà thôi. Tổng số Pi khóa trong 2 năm còn lại trong trường hợp này là 16.000 cho 200%. Với Pi có được từ việc kiếm thông qua hệ sinh thái, bạn chỉ có thể khóa thêm 100% mà thôi. Nó chỉ có vậy, tham khảo nhé. Tất nhiên tỷ lệ khi khóa lần 2 sẽ cộng gộp khủng đấy. Nhưng có thể công suất khai thác cơ bản hay còn gọi là base rate sẽ siêu siêu bớt bớt rồi. Vậy thì 17.000 Pi bán được này, dù cho nó nhiều hơn gấp 3 lần số Pi mà các bạn khai thác được thì các bạn cũng không thể khóa lên 200% mà chỉ khóa tối đa 100% thôi. Ok, vậy thì giải thích này có nghĩa là gì? Có nghĩa là những bạn nào mà muốn khóa 200% thì cái số Pi để các bạn khóa được thì các bạn phải sử dụng cái số Pi do chính bản thân mình khai thác và có được từ vai trò đại sứ. Còn nếu như bạn kiếm được Pi từ hệ sinh thái, có nghĩa nó không phải là số Pi tự thân khai thác, thì dù cho bạn khóa thêm thì bạn cũng chỉ có thể khóa thêm được 100% so với số Pi đó mà thôi, chứ không thể khóa lên tới 200%. Đó là giải thích đầu tiên. Còn tiếp theo là một tảng mạng trên PiChamore và các hệ sinh thái bán hàng của Pi Browser.
Thì hiện nay việc lót các đường dẫn cũng không dễ dàng lắm, chứng tỏ server của các kênh bán hàng này chưa hẳn là mạnh mẽ nhất. Thấy có PJMO lót được dù vẫn chậm, còn 314.159 CGV thì hàng không nhiều, nhưng phải đổi ngôn ngữ thành Trung Quốc mới lót được và cũng chậm. Hàng hóa cũng chưa được phân loại logic theo từng khu và đa dạng. Các đại việt cá nhân vẫn tranh thủ thời kỳ hỗn mang để đăng hàng cũ, hàng mới, hàng kho bãi hoặc kiểu đăng một bộ ấm chén và bán cho tôi có mỗi cái ấm mà không thấy chén đâu. Người giàu có cách chơi của người giàu, đăng lần 50, 100, 200 con máy, ví dụ điện thoại, giá từ 300 cho đến 2.000 pi một con. Vậy là thu về khoảng kha khá mà các bạn gọi là sạch sẽ. Khá dễ dàng vì đăng ký shop trên PJMO hay các hệ sinh thái khác không khó khi liên kết với họ. Các shop tầm trung cũng khá uy tín, họ đăng một hai sản phẩm một ngày, thực tế là đánh vào thị hiếu và tiêu dùng của mọi người, không phải giá trên trời. Ngày đó bán hết, ngày sau mới đăng bán tiếp, hoặc vài ngày sau đăng tiếp do mua hết thì tồn kho về không. Thị trường buôn bán phi áp và phi phạm rất nhiều, vô hình chung làm ảnh hưởng đến giá đồng thuận. Người bỏ hàng ra sợ thiệt. Nhưng một tín hiệu bạn có thể so sánh, đó là cảm giác các sản phẩm đang được hạ giá dần, sản phẩm đăng lên nhiều dần, tín hiệu tích cực về một hệ sinh thái rầm rộ, thúc đẩy những phần tiến lên phía sau xa. Người cơ hội có, thủ đoạn có, trong mọi ngóc của muôn nơi. Chúng ta lựa mà chọn, lựa mà chơi vậy. Cảm thấy không xứng, đắng thì liếc qua. Sức mạnh chung của cộng đồng sẽ làm họ phải thay đổi. Chứ phải đăng mấy sản phẩm mà đòi cả 2-3 năm khai thác pi của họ thì đáng phết. Tôi không nói về sản phẩm tôi hài lòng hay sản phẩm tôi không hài lòng, vì nó nằm trong cái chung của sự phát triển. Anh em cùng chờ phía sau nhé. Đây chính là chia sẻ của anh ấy về PJMO cũng như các hệ sinh thái bán hàng khác. Và cuối cùng là chia sẻ của anh ấy về việc thay đổi giao diện phòng chat. Thì chia sẻ này cũng cách đây vài ngày rồi. Mình cũng sẽ chia sẻ luôn những tham vọng và những thay đổi của giao diện chat P trong giai đoạn vừa qua. Bởi vì hiện tại khi mà mình nói về phòng chat thì nhiều pioneer đang nhầm tưởng là phòng chat đang bị bán cho một bên khác, nhưng mà không phải nha các bạn. Các bạn xem chia sẻ của Mopi này. Phòng chat thay đổi giao diện, điều các pioneer mong mỏi từ lâu. Nó có mục tiêu ban đầu là tách ứng dụng trò chuyện thành một mạng xã hội trò chuyện P. Bạn có thể thấy nó như là một app bên thứ ba được phát triển và định hướng bởi Pico Team. Rất nhiều nhân viên kỹ thuật và cộng tác viên đã dành nhiều nỗ lực để hoàn thành nó. Hiện nay vẫn còn chưa hẳn là đã hoàn chỉnh, hãy chờ những đổi mới tiếp theo. Và đây cũng là thông báo mới nhất trong màn hình app chính của P Network, sự thay đổi về phòng chat. Và bây giờ bạn vào phòng chat thì mọi thứ nó rất là mới. Các bạn có thể thấy này, tham vọng của P Network là muốn biến một ứng dụng trò chuyện thành một mạng xã hội trò chuyện P luôn. Mạng xã hội thì nó sẽ lớn hơn rất là nhiều so với chỉ là một cái ứng dụng bên trong app P. Thì hiện tại phần chat P chính là một trong những cái thay đổi mà lớn nhất. Đây, các bạn thấy này, chia sẻ của Pico Team là cơ sở hạ tầng WeChat đã được di chuyển thành công vào tuần trước. Điều này cho phép ứng dụng WeChat phát triển thường xuyên hơn các tính năng mới và mở rộng quy mô độc lập. Các bạn nhớ nha, hiện tại là độc lập luôn rồi. Cùng với việc di chuyển, chúng tôi cũng giới thiệu giao diện và phong cách mới cho cuộc trò chuyện. Nhấn vào trò chuyện để khám phá những bước cải tiến và kết nối với những người tiên phong khác. Đồng thời nhấn vào phản hồi để cho chúng tôi biết cảm nhận của bạn về bản cập nhật. Đây, hiện tại mà các bạn vào thì nó đã khác so với hồi xưa rồi. Thì việc mà thay đổi giao diện chat như thế này sẽ là một tín hiệu tích cực cho thấy là P Network đang chuẩn bị rất là nhiều thứ. Và không chỉ thế thì các bạn thấy hiện tại thì ứng dụng của P Network đã cập nhật phiên bản dành cho App Store và Google Play Store. Thì hiện tại thì ở App Store sẽ có phiên bản 1.35.1, còn Google Play Store là sẽ có phiên bản 1.34.2. Đấy, và đây là những cập nhật rất là mới nha. Các bạn thấy này, tính năng này, lịch sử phiên bản được cập nhật riêng ở iOS là 8 giờ trước, Google Play là vào ngày 9 tháng 5, cũng là cách đây một ngày trước luôn nha các bạn. Và đó cũng là toàn bộ thông tin của ngày hôm nay. Nếu bạn cảm thấy video này hay và bổ ích thì đừng quên để lại một like và đăng ký kênh nha. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.